Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp tuần mới từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Chi tiết như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tý trong tuần mới này xem tử vi cho chúng ta thấy là về cái phương diện tình duyên của bạn mệnh không được hài hòa, êm đẹp như bạn mong muốn. Những cái chuyện lặt vặt dù nhỏ nhặt cũng có thể trở thành cái nguyên nhân cho những cái cuộc cãi vã căng thẳng giữa bạn với mọi người xung quanh đó bạn tuổi Tý nhé. Về cơ bản, cái tuần mới này đối với bạn mệnh tuổi Tý vẫn tương đối là suôn sẻ, dù có chút rắc rối nhưng không đáng kể với bạn. Nhất là vào cuối tuần, bạn có được thực thần hỗ trợ cho nên bạn tuổi Tý có được nhiều cái giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và bạn tuổi Tý có lẽ bạn hay suy tư muộn phiền hơn, nhưng chủ yếu là do bạn nghĩ ngợi quá nhiều mà ra đó bạn tuổi Tý nhá. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, bạn cần phải chú ý hơn đến những cái điều tốt đẹp và đừng quan tâm quá đến những cái chi tiết tiểu tiết thì mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại với bạn mà thôi. Bạn tuổi Tý, bạn cần phải cố gắng giữ được cái sự tích cực lạc quan của mình, chỉ cần chiều chuộng bản thân một chút và chịu khó lắng nghe cảm xúc của người đối diện thì mọi thứ đều sẽ được xoa dịu với mình bạn tuổi Tý nhé. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp sao âm sát chủ về cái sự lừa bịp tiểu nhân xuất hiện đố kỵ. Dự báo cái vận trình của bạn sẽ gặp người xấu tính khiến cho bản mệnh cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh khi thấy họ đang gây phiền não không chỉ cho mình mà cả cho những người xung quanh nữa. Thế nhưng chính người đấy đang gặp phải cái vấn đề của họ, nên với bạn tuổi Tý, bạn hãy thử đặt vào cái vị trí của đối phương mà học cách tha thứ cho họ bạn tuổi Tý nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu khá chi là ổn định, hoặc đó là do bạn tuổi Sửu đang cố tỏa ra là như thế đó. Dường như những cái thể hiện bên ngoài giống như là một sự ngụy trang và khiến cho mọi người lầm tưởng về cá tính con người thực của bạn mệnh tuổi Sửu nữa đó nhé. Với bạn tuổi Sửu trong cái tuần mới này có cái dấu hiệu khá chi là vui trong cái chuyện tình cảm của bạn trong tuần, nhất là đối với những người đang còn độc thân sẽ dễ có cái cơ hội gặp người phù hợp. Trong khi đó các cặp đôi đang yêu thì cần phải giữ được cái sự giao tiếp với đối phương dù cái thời gian yêu nhau là dài hay là ngắn để góp phần nuôi dưỡng tình cảm được bền lâu hơn nữa bạn tuổi Sửu nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang chịu ảnh hưởng của hung tinh nhắc nhở bạn tuổi Sửu không được chủ quan trong cái việc tương tác với bất cứ ai. Bạn không cẩn thận có thể xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, có họa huyết quang xảy ra luôn. Ngoài ra với bạn tuổi Sửu, sức khỏe của bạn mệnh lúc này cũng không được như ý muốn, vì thế bạn nhớ dành thêm thời gian để chăm sóc cho bản thân mình được khỏe mạnh trở lại nhé. Những ngày đầu tuần đối với bạn tuổi Sửu thật là khó khăn, dù có người giúp sức nhưng xem ra tính ích kỷ của bản mệnh do tỷ kim chiếu mệnh đưa tới đã làm cho cái vận trình của bạn không được tốt. Thế nhưng may mắn là bạn tuổi Sửu đã sớm nhận ra và điều này và chấn chỉnh lại được bản thân mình để có được cái ngày cuối tuần thư thả và thoải mái hơn với mình nữa rồi. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn
đang có được dự báo. Cuộc sống của bạn tuổi Dần đã đi vào quỹ đạo, mọi thứ dần được ổn định theo cái kế hoạch và khiến cho bạn tuổi Dần cảm thấy an tâm hơn với những cái dự định trong tương lai của mình rồi nhé. Và bạn tuổi Dần, nếu như bạn muốn thay đổi cái điều gì thì cứ từ tốn, không cần phải thực hiện điều gì đó quá vội vàng, vì chính bản mệnh cũng không đủ cái khả năng để thích nghi đâu. Tuần mới này đối với bạn tuổi Dần mang tới cho bạn cái thuận lợi cả về cái phương diện tài lộc lẫn cái vị thế trong sự nghiệp của mình. Dù bạn có gặp chút khó khăn, nhưng nhờ có tài trí mà bản mệnh vượt qua được hết mọi cái vấn đề trong tuần. Và may mắn là cuối tuần này đối với bạn mệnh tuổi Dần, bạn đang có được thiên tài chiếu mệnh mang tới cho bạn vận may về tiền bạc nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần, trong cái tuần mới này, con đường tình duyên của bạn lại không thực sự được như ý. Bạn tuổi Dần, bạn trở nên cáu kỉnh, bực bội với những người xung quanh, bởi vì như thế chẳng khác nào phá vỡ cái mối quan hệ hiện tại của bạn. Bạn cần phải học cách để tương tác và cư xử khéo léo hơn. Đừng quên rằng cái sự nhẫn nại chính là chìa khóa đó bạn nhé. Bạn hãy học cách đối diện thay vì bỏ chạy với một cái cuộc đối đầu. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dần, sao giải thần khiến cho bạn tuổi Dần tuần mới này sống trong cảm xúc hơn. Bạn tuổi Dần, bạn thường xuyên cảm thấy thương cảm với những cái mảnh đời khó khăn và đã có nhiều cái hành động nhằm hỗ trợ cho người khác nữa rồi. Bạn mệnh giúp ai đó không vì cái mục đích gì ngoài việc mong muốn đối phương của cuộc sống tươi sáng hơn trong tương lai nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình tuần mới của bạn tuổi Mão khá chi là ổn định, không có nhiều điều mang lại cái sự hứng khởi cho bạn như những tuần trước. Và bạn tuổi Mão, bạn tự tìm cái niềm vui cảm hứng cho mình trong từng cái việc nhỏ nhặt nữa rồi đó. Với bạn tuổi Mão, bạn mệnh nên nhìn về cái mục tiêu xa hơn để khởi động những cái thay đổi nhỏ từ bây giờ. Cái điều này rất có lợi cho tương lai của bạn về sau này bạn tuổi Mão nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, có những cái may mắn trong cái vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi Mão khi bạn đang gặp được chính ấn xuất hiện nâng đỡ cho bạn từ đầu tuần. Bạn tuổi Mão, bản mệnh trở nên tự tin, quyết đoán hơn trong việc thực hiện những cái dự án đã ấp ủ bấy lâu nay của mình. Dù ai nói ra nói vào như thế nào, bạn tuổi Mão vẫn giữ được lập trường của mình rất chi là tốt đó bạn tuổi Mão nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong cái tuần mới này lại có phần ảm đạm, không vui do đôi bên cảm nhận được cái khoảng cách giữa hai người. Rắc rối lớn nhất mà bạn mệnh gặp phải ngày hôm nay là không biết cách làm thế nào để biểu đạt được những cái vấn đề khúc mắc, nghi hoặc trong lòng với người ấy đó bạn tuổi Mão nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Mão không có biến động nào quá lớn, một phần là do sự hỗ trợ của cát tinh. Nếu có việc gì đang dở dang thì lúc này là cái thời điểm phù hợp để cho bạn mệnh tuổi Mão đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Tuy nhiên, với những cái nhiệm vụ, dự án mới thì vẫn thêm thời gian để nghiên cứu và cân nhắc nữa đó bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn khá chi là hào hứng chào đón tuần mới và bạn giữ được cái nguồn năng lượng luôn tràn đầy trong công việc của mình nữa rồi nhé. Bên cạnh đó, trong cái tuần mới này với bạn tuổi Thìn, có thể bạn gặp hoặc là đọc ở đâu đó được cái câu chuyện truyền cảm hứng cho mình, khiến cho bạn mệnh cảm thấy tự tin hơn và có tham vọng hơn nữa rồi nhé. Với bạn tuổi Thìn trong cái tuần mới này, giữa tuần bạn cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với thương quan chiếu mệnh, thậm chí có người còn phải nghỉ việc vì bản mệnh không thể nào chịu đựng được áp lực hiện tại do công việc gây ra đó.
Nhưng thực ra, nếu như bạn tuổi Thìn, bạn suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn, thì sẽ thấy không có cái vấn đề gì quá lớn cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi bạn tuổi Thìn nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong cái tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn lại khá chỉ là êm đẹp. Bạn có nhiều tin vui đến, đặc biệt là đối với những bạn còn độc thân. Tuy nhiên, đối với những cặp đôi, hãy thường xuyên đổi mới để hâm nóng lại tình cảm. Đó cũng là một cách để khiến cho trái tim cả hai người luôn rạo rực khi nghĩ về nhau. Và cái chuyện yêu dù lâu nhưng vẫn tươi mới như thuở ban đầu đó bạn tuổi Thìn nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cũng cho chúng ta thấy là bạn đang có cái điềm báo, có cái sự cố bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể với bạn tuổi Thìn, bạn nên tìm cách để bản thân luôn chủ động trong mọi cái hoàn cảnh, vì việc đó thực sự quan trọng khi chúng hạn chế được cái phần nào rủi ro có thể xảy ra với mình bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn, dù vượt qua được cái điều gì cũng đừng có quá ngạo mạn. Bạn cần phải tỉnh táo, nhận ra cái việc gì nên làm và tập trung thay vì nói lời khoa trương bạn tuổi Thìn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là cái vận trình tuần mới này rất có thể bạn tuổi Tỵ sẽ gặp một thử thách thông qua tình huống, một cái nhiệm vụ nào đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, bạn không nên đối diện với mọi người bằng cái thái độ ngang bướng, bởi vì cái điều đó chẳng đem lại bất cứ một cái tác dụng gì. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy từ tốn lắng nghe và giải thích ngắn gọn cái việc của mình bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ trong cái tuần mới này, đầu tuần thực sự là không được như ý muốn khi mà bạn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi Tỵ luôn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, bạn đừng có lo lắng vì tất cả mọi thứ sẽ sớm được ổn thỏa thôi bạn tuổi Tỵ nhé. Cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Tỵ trong cái tuần mới này không có nhiều biến động. Song những cái việc gì liên quan tới tiền bạc trong tuần, bạn nhớ là không được quyết định vội vàng. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong cái tuần mới này, con đường tình duyên của bạn mệnh trong tuần này khá chi là như ý. Hai người vẫn duy trì được những cái sự va chạm và gần gũi thân mật với người mình yêu bằng những cái nắm tay khi đi trên phố cùng nhau và chạm môi khi chào tạm biệt trước cửa nhà, là vòng tay ôm từ phía sau khi nửa kia mỏi mệt nữa đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp sao ngũ quỷ xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ đang có những cái điềm báo trở ngại đang gây hại tới cái sức khỏe công việc của bạn tuổi Tỵ nữa nhé. Và tốt hơn hết, với bạn tuổi Tỵ, bạn nên chăm lo cho bản thân của mình nhiều hơn. Đơn giản cái việc là tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày và nghỉ ngơi một chút khi cảm thấy mệt mỏi. Như thế, bạn mệnh sẽ thấy mọi phút giây căng thẳng đều được xoa dịu một cách nhanh chóng đó bạn tuổi Tỵ nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ, bạn đừng có làm ồn ào lên vì những cái chuyện không đáng có nhé. Bạn hãy cho mình cái khoảng lặng để suy nghĩ về mọi việc cho tới khi ai đó đến bên và trò chuyện với bạn, hoặc là cả hai có chung một cái câu chuyện nào đó khác để xoa dịu đi những cái cảm xúc bức bối, bực bội hiện tại ở bạn. Và bạn tuổi Ngọ trong cái tuần mới này, nếu như bạn gặp khó khăn, bạn hãy nghĩ tới những cái điều tích cực khi bạn mệnh vượt qua chúng, vì cái niềm vui sẽ tới với bạn tuổi Ngọ vào những ngày giữa tuần khi bạn đang có thiên ấn xuất hiện che chở cho bạn, làm cho bạn mọi việc được diễn ra thuận lợi hơn nhé. Cái vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ trong cái tuần mới này từ giữa tuần cũng có cái dấu hiệu khởi sắc, chuyển biến tích cực hơn.
Và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy cố gắng và nỗ lực hết mình bạn nhé. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ, cái chuyện tình cảm của bạn mệnh cũng phải chỉnh đốn lại bản thân mình trước. Bạn hãy cố gắng để giữ cho mình một tinh thần vui vẻ và thoải mái thay vì kích động, nên những cái mâu thuẫn và căng thẳng không đáng có thể xảy ra luôn. Và bạn tuổi Ngọ, có thể ai đó sẽ thốt ra những cái lời mà họ không chú ý, và với bạn tuổi Ngọ chính là người giữ những cái bí mật to lớn nữa luôn. Xong, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn đang có sao Thái Âm cát tinh nâng đỡ, hỗ trợ cho bạn tuổi Ngọ đang gặp khó khăn ngay lập tức tìm được cái giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế cái thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Có người nào đó còn đưa ra cái lời khuyên hữu ích để cho bản mệnh tuổi Ngọ tìm ra được cái hướng đi mới tốt hơn cho cái cuộc sống của mình nữa đó bạn tuổi Ngọ nhá. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Mùi rất đáng ngưỡng mộ, khi mà với bạn tuổi Mùi, bạn đã loại bỏ được cái sự hoài nghi và vui vẻ, hạnh phúc tận hưởng cái niềm vui đang có nữa rồi nhé. Sự tin yêu đã và đang thắp sáng lối đi cho bản mệnh tuổi Mùi, và người ấy hứa hẹn một tương lai tốt đẹp giữa hai người nữa rồi. Với bạn tuổi Mùi trong cái tuần mới này, những ngày đầu tuần bạn tuổi Mùi bạn sẽ phải đối mặt với khá nhiều rắc rối trong công việc, nhưng đừng mãi chìm trong cái muộn phiền, thay vào đó bản mệnh hãy chủ động tìm ai đó hỗ trợ để tìm ra cái lối đi phù hợp cho bản thân mình. Cái thời điểm cuối tuần với bạn tuổi Mùi sẽ có tín hiệu vui với cái sự xuất hiện của chính ấn, làm cho cái vận trình của bạn được khởi sắc hơn nhé. Và bạn tuổi Mùi, khi mọi người có phần căng thẳng thì bạn tuổi Mùi lại không như vậy. Tâm trạng của bạn có phần khá chỉ là vui vẻ. Cuộc sống của bạn mệnh trở nên đơn giản và dễ chịu hơn so với tất cả những người xung quanh. Bạn tuổi Mùi, bạn hãy chia sẻ những cái điều mà bạn có với mọi người, và nhờ thế mà họ được xoa dịu, bản thân cũng hạnh phúc hơn khi được san sẻ cái niềm yêu thương nữa rồi. Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp sao Thiên Nguyệt chiếu mệnh, chủ về cái sự muộn phiền, tinh thần bất an mà bạn tuổi Mùi đang giấu ở trong lòng. Bản mệnh không đủ lập trường và đủ tự tin vào bản thân mình nên dễ phạm phải sai lầm. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Mùi không đủ kiến thức, không đủ hiểu biết để xây dựng cái niềm tin vào chính bản thân mình đó nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là dù bạn tuổi Thân có gặp khó khăn mấy thì mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy nhá. Nhưng dường như cái việc phải trải qua một tình huống ở thế bị động trong cái tuần này sẽ đem lại cho bạn tuổi Thân cái sự không hài lòng đáng kể. Và bạn tuổi Thân, nếu có cái điều kiện, bạn mệnh nên nói ra, tránh cái việc giữ mãi ở trong lòng, khiến cho người khác có cái cơ hội tiếp tục làm tổn thương bạn. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Thân, khi bạn đang hân hoan trong cái niềm vui, cũng là khi bạn tuổi Thân chủ quan nhất, bạn cần phải cẩn trọng với tiền bạc và các cái mối quan hệ vào cuối tuần, vì lúc này bạn đang gặp kiếp tài xuất hiện, làm cho cái vận trình của bạn đang có cái điềm báo, có cái sự hao tổn về tiền bạc. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan tới tiền bạc thì bạn mệnh tuổi Thân cũng cần phải suy tính thật kỹ càng bạn tuổi Thân nhé. Sẽ có những cái chuyện xảy ra có phần ồn ào hơn so với cái lệ thường. Tuy nhiên, với bạn tuổi Thân, bạn lại cảm thấy rất chi là vui vẻ và dễ chịu. Bạn hãy làm những cái công việc mà bản mệnh cho là cần thiết và khởi tạo cái nguồn năng lượng tích cực trong tập thể nửa bạn tuổi Thân nhé. Cái điều quan trọng chính là giữ cho mình một cái tinh thần thật là bền bỉ và bất chấp mọi cái vấn đề xảy ra luôn.
Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được sao Thiên Diêu chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi thân có nhiều cái sự theo đuổi vì từ bạn đang có sự tỏa sáng và hấp dẫn mạnh liệt với những người xung quanh nhé. Tuy nhiên á, nếu như bạn tuổi thân không thích ai đó thì hãy đừng có nặng lời mà khiến cho đối phương bị tổn thương nhé. Bản mệnh sẽ chỉ cần từ chối những cái lời hẹn gặp, hẹn hò là được bạn tuổi thân nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn nên cẩn thận với những cái lời nói đang làm tổn thương nửa kia của mình nhé. Đôi khi im lặng là cái giải pháp tốt, đừng quên cái điều đó bạn tuổi Dậu nhé. Chính bạn tuổi Dậu có được cái cảm xúc tích cực mới thực sự có những cái giây phút thoải mái và cảm thấy vui vẻ hơn với những người đối diện. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, bạn đang có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này đưa tới cho bạn mệnh có được những cái cơ hội tốt đẹp vào những ngày đầu tuần, thì bạn hãy nhanh chóng tận dụng tối đa cái cơ hội này nhé. Vì càng về cuối tuần, bạn tuổi Dậu cái vận trình của bạn lại gặp nhiều trở ngại. Vào lúc đó, bạn tuổi Dậu không nên tiến hành những cái công việc quan trọng, kẻo lại gánh chịu cái hậu quả không lường đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, đời sống nội tâm trở thành trọng tâm trong tuần. Vì thế mà bạn mệnh tuổi Dậu chẳng mấy quan tâm tới những cái sự ồn ào diễn ra xung quanh mình. Một vài cái thông tin thú vị sẽ đến và có thể gây ra cái sự bất ngờ cho mọi người. Nhưng với bạn tuổi Dậu chẳng hề bận tâm lắm đâu. Và đây là lúc để cho bạn tuổi Dậu làm cái điều gì đó mới mẻ và giúp cho mình được thư giãn hơn đó bạn tuổi Dậu nhé. Nhưng á, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp sao Thái Tuế chiếu mệnh là hung tinh, khiến cho tâm trạng của bạn tuổi Dậu không được tốt chút nào, nhất là khi mọi thứ chẳng cái điều gì diễn ra đúng như ý của bạn cả. Có lẽ bản mệnh sẽ tìm thấy cái sự thư giãn trong một chỗ tĩnh lặng nào đó, hoặc có thể tìm đến ai đó mà người đáng tin cậy để trút bỏ cái nỗi lòng của mình nữa đó bạn tuổi Dậu nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy rằng cái con đường tình duyên của bạn tuổi Tuất tuần này có nhiều khởi sắc rõ rệt. Bạn mệnh đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ tâm tư của mình để đối phương được hiểu, vì bạn tuổi Tuất bạn biết được cái tầm quan trọng lớn lao của cái sự kết nối trong việc xây dựng tình yêu bền đẹp nữa rồi đó nhá. Nhưng á, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp thương quan xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất những ngày đầu tuần không ít lần lao đao vì tiền bạc, lẫn cái mối quan hệ của bạn đều nằm trong cái tình trạng báo động luôn. Và bạn tuổi Tuất á, nếu như bạn mệnh cố gắng xử lý thì cuối tuần mới được yên ả trở lại. Đây cũng là cái bài học cho bạn tuổi Tuất, bạn cần phải thận trọng hơn trong tương lai, nhất là về cái phương diện tài chính của mình đó. Về cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Tuất trong cái tuần mới này, bạn đang chịu tác động của sao Bách Việt chủ về cái sự đào hoa, nhưng chưa chắc đã là cái điều tốt vì chúng có thể gây phiền nhiễu cho những cặp vợ chồng trong cái thời gian giận dỗi xa cách. Lúc này nguy cơ có người thứ ba xuất hiện là rất cao, và bạn tuổi Tuất bạn nên khéo léo hơn trong cái cách xử lý vấn đề bạn tuổi Tuất nhé. Tuần mới này đối với bạn mệnh tuổi Tuất ạ, cũng có khá chi là nhiều niềm vui hứng khởi đang chờ đón bạn. Sẽ có người khiến cho bạn tuổi Tuất không hài lòng, nhưng hãy giữ cho những cái suy nghĩ của mình ở trong lòng và cố gắng điều chỉnh cái cảm xúc của bản thân sao cho tích cực hơn khi tương tác với mọi người xung quanh bạn tuổi Tuất nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi ạ,
cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang có những cái quyết định khá chi là buồn trong cái chuyện tình cảm của mình. Thế nhưng dù sao đó cũng là những gì mà bạn tuổi Hợi muốn làm. Vì thế đừng cảm thấy day dứt khi cảm xúc đi ngược lại cái xu hướng đám đông bạn tuổi Hợi nhé. Bạn hãy tôn trọng cái cảm xúc thật bên trong con người của mình đó. Về cái phương diện công việc của bạn tuổi Hợi trong cái tuần mới này đang có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho những ngày đầu tuần với bạn mệnh tuổi Hợi vô cùng là lo lắng, bất an. Nhưng may mắn là mọi việc không kéo dài và cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi tìm được cái hy vọng, niềm vui mới ngay sau đó để thực hiện được nhiều cái nhiệm vụ đã đề ra một cách hiệu quả bạn tuổi Hợi nhé. Trong cuộc sống, bạn mệnh tuổi Hợi thấy gần như là kiệt sức, mọi nhẫn nại đều đã tiêu biến hết và bây giờ bạn chỉ muốn quay lưng trốn chạy khỏi mọi thứ và giấu mình trong cái sự tĩnh lặng mà thôi đoạn. Tuy nhiên á, đây không phải là cái cách mà mọi việc sẽ nên diễn ra và bạn tuổi Hợi, bạn nên biết đối mặt với cái vấn đề mới, mình mới mong muốn mình tìm ra được cái giải pháp tốt cho cái công việc hiện tại của mình nhé. Trong cuộc sống, bạn mệnh tuổi Hợi cảm thấy gần như là kiệt sức, mọi nhẫn nại với bạn đều đã tan biến hết và bây giờ bạn chỉ muốn quay lưng trốn chạy khỏi mọi thứ và giấu mình trong cái sự tĩnh lặng mà thôi đó. Tuy nhiên, đây không phải là cái cách mà mọi việc sẽ nên diễn ra và bạn tuổi Hợi, bạn nên đối mặt với vấn đề mới mong tìm ra cái giải pháp để giải quyết được bạn nhé. May mắn là trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi, bạn đang có được cái sự tương trợ của sao Thiên Vu chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Hợi có được cái cơ hội thăng quan tiến chức cho những ai đã vất vả theo đuổi cái mục tiêu trên cái con đường sự nghiệp của mình trong cái thời gian dài vừa qua nhé. Và bạn tuổi Hợi có thể nói bạn đang nhận được cái thành quả xứng đáng cho cái nỗ lực của bản thân mình đã bỏ ra từ trước tới nay đoạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.